Công ty viễn thông để theo dõi điện thoại quan chức, nhóm tin tặc APT41 có liên quan tới chính phủ Trung Quốc, đã đột nhập vào công ty viễn thông rồi theo dõi tin nhắn và dữ liệu điện thoại của quan chức chính phủ. Báo cáo của công ty bảo mật Mỹ FireEye cho biết, theo đó, mục tiêu thường là tướng lĩnh quân đội, tình báo hoặc quan chức cấp cao trong chính phủ đối lập với quyền lợi của Bắc Kinh. APT41 đã đột nhập vào một nhà mạng di động, lung sục bản ghi cơ sở dữ liệu cá nhân, trong đó có thông tin về cuộc gọi được thực hiện, số điện thoại liên quan nội dung và độ dài các cuộc hội thoại. Phát hiện của FireEye cho thấy, tin tặc Trung Quốc không chỉ tập trung vào đánh cắp sở hữu trí tuệ quốc tế mà còn ưu tiên mục tiêu chính trị. Thông tin của FireEye đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Hồng Kông chưa có dấu hiệu lắng xuống. Bắc Kinh cũng bị phương Tây cáo buộc hack điện thoại iPhone để theo dõi cộng đồng người Uyghur. FireEye từ chối tiết lộ danh tính mục tiêu theo dõi của APT41. Đại diện công ty này cho biết nhà mạng di động bị tấn công đặt tại quốc gia cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.